Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là pin của điện thoại Samsung Z2 Prime đã có mặt tại Di động Cao cấp .em. Khi khách hàng gặp có lỗi sự cố liên quan pin của Z2 Prime bị phồng rộp, pin không vào điện, sạc nhanh hết, sạc báo ảo, phồng rộp pin, pin hay bị reset lại máy. Pin dùng thì còn báo rất là nhiều, như cần dùng ứng dụng nặng thì bị sập. Đó là dấu hiệu cơ bản nhất báo hiệu pin của Z2 Prime đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Hiện nay Di động Cao cấp .em đang địa chỉ cung cấp pin của Z2 Prime hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại pin của điện thoại Samsung nói chung và pin của Samsung Z2 Prime nói riêng, phục vụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Mọi thắc mắc quý khách hàng liên quan đến pin của Samsung Z2 Prime, xin vui lòng liên hệ 024-667-5099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .em tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.